Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Khánh Băng Tâm Hôm nay là một chiếc clip về lẩu thập cẩm Thì khi mà mình lười thì nhà có gì mình sẽ ăn nấy nhé Chuẩn bị là nhà có cá hồi, tôm, mực, cải thảo Đi ra giường hái một nấm la rau, lá quế Sau đó bắt nồi nước lẩu lên Cho hết nguyên liệu chín vào Thêm rau vào, nêm nếm gia vị vừa ăn Như thế này đây nhà yeah, bỏ rau vào hấp dẫn chưa này ăn nóng cho ngon nha cả nhà thêm vào chén mắm ớt nữa là tuyệt vời các